Lately, Unseen Play. That just happened. And that, ladies and gentlemen, is how we cook. Hello. Dropping the bear on him. Thank you, Poppy. Oh my god. What the fuck? Oh my god, this Poppy though. I'm gonna commit. Generally, we'll pay smaller. Ooh, am I fucky wuckied? I'm fucky wuckied! Ult me! Oh, what?
Fuck my life. Oh. You're coming with me, boy. Bye bye. The fuck? Did I just redirect it? Wait, it's only Rakan. Oh my god. What? I'm dead. Our base is fucking doomed. Oy oy oy. Oy oy oy. Nah. He's not gonna let me back. Come here, Lulu. Nah, I can't. This game is so trash. I'm fucking full item build. Chào tất cả anh em đã đến với kênh và đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về việc tại sao Faramir đường giữa biến mất khỏi vòng playoff của chung kết thế giới 2021. Dù được coi là tướng cực kỳ bá đạo. Trước khi chung kết thế giới 2021 diễn ra thì Faramir đường giữa tỏ ra là một tướng cực kỳ hot khi nhiều tuyển thủ như DuMB, Soulmaker, Jovi, Faker đều từng luyện tập với vị tướng này. Kể cả khi vòng khởi động của chung kết thế giới 2021 diễn ra thì Faramir cũng xuất hiện nhiều lần ở khâu cắm chọn với tỷ lệ thắng lên tới 60%. Tuy nhiên tại vòng bảng của chung kết thế giới 2021 thì Faramir chỉ xuất hiện đúng 2 lần với tỷ lệ thắng 0%. Trong 6 trận đấu vừa qua ở vòng tứ kết và bán kết thì Faramir đường giữa đã không còn xuất hiện lần nào nữa. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho Riot vì cái sự biến mất này bởi chung kết thế giới 2021 chỉ dừng lại ở cái phiên bản 11.19 mà thôi. Vậy đâu là cái nguyên nhân khiến Faramir bị các đội tuyển hàng đầu thế giới bỏ xó? Hãy cùng mình tìm hiểu ở video này nha. Nếu chúng ta nhìn lại những lựa chọn ở giai đoạn layoff vừa qua của chung kết thế giới 2021 thì có thể thấy sự áp đảo hoàn toàn của các pháp sư. Những vị tướng như Aziz, Ray, LeBlanc, Zhu đều được các đội tuyển hàng đầu thế giới ưu tiên lựa chọn. Điểm chung của những vị tướng này là có khả năng kiểm soát đường cực kỳ mạnh ở khoảng cách an toàn và những kỹ năng có tầm thi triển vượt trội. Còn đối với Faramir thì điểm mạnh nhất của vị tướng này khi đi đường đó là khả năng trao đổi chiêu thức vô cùng tốt với những đòn đánh chí mạng và phục hồi. Tuy nhiên khi đối đầu với các tướng pháp sư thì điểm mạnh này hiếm khi được phát huy bởi đối thủ luôn giữ khoảng cách an toàn và không cho Faramir cơ hội tấn công một cách thoải mái. Khi cái điểm mạnh nhất không được phát huy thì Faramir không thể nào đè đường được đối thủ. Điều này khiến cho các đội tuyển sở hữu Faramir rất khó để tạo ra một thế trận đẩy lẻ áp đảo và giúp vị tướng này có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình. Khi không thể đẩy lẻ thì Faramir đóng góp rất ít vào lối chơi chung của cả đội. Với một nhân vật cận chiến gây sát thương chủ yếu vào đòn đánh thường như Faramir thường xuyên bị khống chế trong sau canh dẫn tới tình trạng lãng phí tài nguyên của đội. Vì những bất lợi kể trên mà việc chọn Faramir đường giữa ở những trận đấu loại trực tiếp là quá mức mạo hiểm nên các đội tuyển hàng đầu thế giới đã chọn việc bỏ qua vị tướng này. Đúng là Faramir đường giữa rất mạnh nhưng lối chơi này có lẽ phù hợp hơn ở môi trường London thay vì xuất hiện trong các trận đấu quan trọng của chung kết thế giới 2021. Còn theo anh em nhận định như thế nào về con Faramir này? Nó có thật sự hiệu quả khi đi đường giữa hay không? Và việc nó không được lựa chọn để đi đường giữa trong các trận đấu loại trực tiếp thì
có phải là một sự tiếc nuối hay không? Hãy để lại bình luận của anh em ở dưới phần comment nhé.